các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật báo 24 giờ của chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức mới nhất về huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp ký hợp đồng mới với mức lương khủng. Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được tăng nhiều lần số lương hiện tại với một bản hợp đồng mới với VFF trong thời gian tới. Hơn một năm kết duyên cùng bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng đội bóng áo đỏ chinh phục một loạt các danh hiệu lớn nhỏ ở cấp khu vực và châu lục. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng liên tục đánh bại người Thái ở nhiều cấp độ và xóa bỏ được tâm lý sợ hãi trước kình địch ở khu vực Đông Nam Á. Với những chiến tích tuyệt vời cùng bóng đá Việt Nam, VFF đang cân nhắc gia hạn hợp đồng và tăng lương cho chiến lược gia Hàn Quốc trong thời gian tới. Được biết, hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF còn thời hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 và VFF và đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đang tiến hành những bước đi đầu tiên trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng mới với nhà cầm quân 60 tuổi. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận mức lương 20.000 đô la Mỹ một tháng sau thuế, tương đương khoảng 470 triệu đồng. Theo South Star, VFF dự định tăng lương gấp đôi cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thậm chí đạt mức 50.000 đô la Mỹ một tháng sau thuế, gần 1,2 tỷ đồng. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo chấp nhận ký hợp đồng 2 năm với mức lương 50.000 đô la Mỹ một tháng sau thuế, VFF sẽ phải chi trả tổng cộng 35 tỷ đồng tính cả thuế thu nhập cá nhân. Đây là một bài toán khó với các quan chức bóng đá Việt Nam, bởi Bầu Đức đã chia tay VFF và nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải chi trả số tiền khổng lồ trên. VFF sắp gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Thông tin từ VFF, chuyện gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, cả VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ chuẩn bị kế hoạch cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 ngay từ thời điểm này. Sau những tiến bộ vượt bậc vừa qua của bóng đá Việt Nam, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề VFF làm gì để giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù người trong cuộc cho biết họ sẽ ngồi lại làm việc với nhau 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 1 năm 2020, nhưng không ít người tỏ ra lo lắng sốt ruột bởi có rất nhiều đội bóng đang nhòm ngó thầy Park. Tuy nhiên, trở về từ King's Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF vẫn chưa có bất cứ cuộc làm việc nào về vấn đề gia hạn hợp đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không quan tâm tới chuyện tương lai, bởi thực tế, mọi thứ gần như đã được thống nhất, chỉ có điều đây chưa phải là thời điểm công bố. Theo một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, họ sẽ tái ký, gia hạn với nhà cầm quân này vào khoảng tháng 10 năm nay. Đây là thời điểm đội tuyển Việt Nam đang tham gia vòng loại World Cup 2022, còn U23 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines. Mọi điều khoản trong hợp đồng mới sẽ được dự thảo ngay từ thời điểm này để đảm bảo huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ tốt hơn sau những gì ông mang tới. Được biết, thời hạn của hợp đồng mới sẽ kéo dài ít nhất là 2 năm, dù có ý kiến cho rằng cần có một bản hợp đồng dài hạn hơn để gắn bó lâu dài với thầy Park. Trong khi VFF chờ thời điểm để công bố bản hợp đồng gia hạn, tổ chức này cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị cho các giải đấu trong năm nay. Ngay sau trận giao hữu của U23 Việt Nam và King's Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, ban huấn luyện hai đội đã lập tức bắt tay vào công việc. Trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam có 5 trận đá vòng loại World Cup 2022 với lịch đấu tháng 9 1 trận, tháng 10 2 trận và tháng 11 2 trận. Huấn luyện viên Park sẽ tiếp tục rà soát và tìm thêm những nhân tố mới để củng cố sức mạnh cho đội tuyển, nhất là nhóm cầu thủ Việt Kiều. Thành tích ở King's Cup 2019 giúp đội tuyển Việt Nam chắc suất trong top 16 châu Á, đồng nghĩa với việc nằm trong nhóm 2, tránh được các đối thủ mạnh. Chúng ta sẽ biết đối thủ của mình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là ai sau lễ bốc thăm vào ngày 17 tháng 7 tại Qatar. Vào tháng 9 tới, cả đội tuyển U23 và tuyển Việt Nam đều tập trung theo FIFA Day. Đội tuyển Việt Nam dự kiến có 27 cầu thủ, sau đó chốt còn 23 để đăng ký với ban tổ chức vòng loại World Cup 2022. Trong khi U23 dự kiến triệu tập trên 30 cầu thủ, nhiều khả năng từ nay tới tháng 9, một trong hai đội có trận giao hữu với Nigeria. VFF không lo bị đội khác cuỗm mất huấn luyện viên Park Hang-seo.
Chỉ còn 7 tháng nữa, hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đáo hạn, nhưng VFF vẫn chưa vội đàm phán gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Kể từ khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vào cuối năm 2017, vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã liên tiếp mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau. Mở đầu bằng chiến tích Á quân U23 châu Á làm chấn động thế giới cùng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tiếp tạo nên những kỳ tích cùng Golden Dragons có thể kể đến như top 4 môn bóng đá Nam ASEAN, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi và gần đây nhất là vào tới vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất ASEAN Cup. Bên cạnh những thành tích trên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mang đến sự lột xác về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu và cả thể lực cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Từ hình ảnh non kém về thể lực, tinh thần thi đấu các đội tuyển của Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở nên mạnh mẽ và không hề e ngại trước bất kỳ đối thủ nào. Với những thành công mà chưa một huấn luyện viên ngoại nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có được như trên, người hâm mộ bóng đá trong nước tỏ ra rất nóng lòng muốn VFF gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo khi hợp đồng giữa hai bên chỉ còn tới tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông mới đây, một lãnh đạo của VFF cũng không hề lo ngại việc sẽ bị các đội khác cuộm mất ông thầy người Hàn. Vietnamnet dẫn lời một lãnh đạo của VFF: "Thực ra dư luận quan tâm tới chuyện gia hạn hợp đồng là đúng, nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng trước những thông tin về việc thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt một đội bóng khác." VFF gần như chắc chắn gia hạn hợp đồng vào một thời điểm thích hợp, sớm nhất là 3 tháng trước ngày hợp đồng hết hạn. Các điều khoản tất nhiên có điều chỉnh cho phù hợp. Ông Park mang tới nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam nên cần được ghi nhận xứng đáng. Với chia sẻ trên từ đại diện của VFF, nhiều khả năng hai bên sẽ ngồi lại đàm phán hợp đồng ngay trước thềm SEA Games 30 vào cuối năm. Ai trả lương cho hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang-seo? Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF kéo dài đến tháng 1 năm 2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn? Trước khi Bầu Đức rút khỏi VFF, ông muốn làm điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời huấn luyện viên Park Hang-seo về để ngồi vào vị trí mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng để lại. Trước đó, chính ông là người đã hậu thuẫn để huấn luyện viên Hữu Thắng lên thay Mira dẫn dắt U23 vào đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng huấn luyện viên Hữu Thắng được xem là lựa chọn không thành công khi đội tuyển Việt Nam bị loại cay đắng ở bán kết AFF Cup 2016, còn U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017. Nhìn lại quá trình VFF từ chỗ đàm phán đi đến ký kết với huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc diễn ra khá nhanh chóng. Ba đại diện của VFF thời điểm đó đã có mặt trong cuộc gặp gỡ ký kết, đó là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh. Thời điểm đó, VFF bị đặt câu hỏi về sự minh bạch trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng, còn Bầu Đức thì bị một bộ phận dư luận lên án vì sự cục bộ nhằm có lợi cho Hoàng Gia Lai. Chính Bầu Đức là người đã đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thực tế, việc trả lương cho huấn luyện viên ngoại của VFF theo thông lệ được chia theo công thức, Tổng cục Thể dục Thể thao chi trả một phần và phần còn lại VFF chi trả có thể dựa vào nguồn tài trợ. Trong quá khứ, từng có doanh nghiệp tài trợ lương cho huấn luyện viên Henrique Calisto. Nhưng cần hiểu rằng, trong trường hợp nếu Bầu Đức không trả lương, VFF sẽ quay lại công thức cũ hoặc phải tìm nhà tài trợ khác. Ở đây cần ghi nhận đóng góp của Bầu Đức trong bối cảnh mà Hoàng Gia Lai gặp khó khăn về kinh tế, nhưng đó là sự tự nguyện, chứ không có việc VFF phó mặc cho Bầu Đức. Thế nên, khi bàn đến chuyện này, cần có cách nhìn rạch ròi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức ra mắt và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 10 năm 2017. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF kéo dài đến tháng 1 năm 2020. Theo quy định, 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, cả hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán lại. Đó là theo quy định trong điều khoản hợp đồng ban đầu. Tuy nhiên, tất cả đều nhận thấy một vấn đề là chuyện ký mới hay chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra tùy thuộc vào thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ông Park rơi vào trường hợp cần gia hạn trước thời hạn cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Bầu Đức, người trực tiếp trả lương cho ông Park, cũng đã nêu quan điểm là cần gia hạn ngay sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, chứ không cần đợi đến những giải đấu tiếp theo. Dù không còn giữ chức phó chủ tịch VFF, nhưng Bầu Đức vẫn là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, lương tháng của huấn luyện viên Park Hang-seo
nhận là 22.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 500 triệu đồng, cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng mỗi tháng Bầu Đức chi khoảng 700 triệu đồng. Theo thời hạn hợp đồng, ông Park còn 7 tháng nữa sẽ chấm dứt hợp đồng đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn là cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 và U22 Việt Nam dự SEA Games 2019. Đó đều là những mục tiêu lớn mà chúng ta muốn hướng đến thành tích tốt, đặc biệt là phải vô địch SEA Games. Một vấn đề nữa là khoảng thời gian diễn ra hai giải đấu trên cũng là thời điểm hai bên sẽ đàm phán lại hợp đồng theo quy định. Điều này khiến cho cả hai bên sẽ phải sớm có một cuộc xúc tiến để đi đến thống nhất một bản hợp đồng mới. Và liệu rằng Bầu Đức có tiếp tục đứng ra để lo khoản lương có thể sẽ tăng lên của huấn luyện viên Park Hang-seo? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ cho ekip và để nhận được những thông báo mới nhất khi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.